Khách hàng đang ủng hộ Hiếu rất nhiều về dịch vụ dán phim cách nhiệt, bởi vì ở đây Hiếu đang có chương trình khuyến mãi sắp sàn, cực sàn và coi như là không còn thể nào mà thấp hơn nữa. Và nếu cái giá này chỉ cần hơn nữa hoặc là hư phim là lỗ, coi như là tụt quần luôn quý vị. Hiếu Bi Cao tôi xin mến chào các bạn. Hiện tại showroom của Hiếu rất là đông các bạn, từ ngoài vào trong. Và hôm nay đặc biệt có một sự trùng hợp hay thế nào đó không biết, nhưng mà là rất là nhiều khách hàng dán phim tại đây. Và các bạn biết sao không? Thứ nhất là mùa nắng nóng mà, cho nên xe nào không dán phim thì không bao giờ chịu đựng được. Mà dán phim rồi mà cũng phải lột dán lại là các bạn biết sao? Dán phim là phim tặng, phim kém chất lượng, phim không có chịu được cái độ cách nhiệt tốt, thành ra khi dán cũng như bằng không, cái tai độ rác của nó rất là nhiều. Bằng cách đó thì khách hàng chọn là một giải pháp khác, là chọn một cái dòng phim chất lượng và giá thì nó cũng đâu đó tốt. Tuy nhiên khách hàng đang ủng hộ Hiếu rất nhiều về dịch vụ dán phim cách nhiệt, bởi vì ở đây Hiếu đang có chương trình khuyến mãi sắp sàn, cực sàn và coi như là không còn thể nào mà thấp hơn nữa. Và nếu cái giá này chỉ cần hơn nữa hoặc là hư phim là lỗ, coi như là tụt quần luôn quý vị. Là Hiếu giảm khi dán phim cách nhiệt full xe, sẽ giảm 30% trên cái gói phim đó. Thì các bạn biết đi, giảm 30% coi như là rồi. Tuy nhiên Hiếu muốn tri ân khách hàng mùa nắng nóng là một. Thứ hai nữa là để khách hàng đến đây để cũng như là trải nghiệm được cái dịch vụ dán phim của Bika và những cái dịch vụ khác mà Hiếu muốn đem đến những cái dịch vụ cái chất lượng tốt nhất cho đến tay quý khách hàng, cũng như là cái giá thành dễ chịu và dễ cạnh tranh nhất đến cho quý khách hàng đó. Bằng cách là Hiếu cho khách hàng dán tất cả những cái dòng phim mà Hiếu sử dụng tại showroom của Hiếu, những dòng phim cực kỳ chất lượng, mà cao cấp nhất cái dòng phim là của Palm Crystalline ha, kế đến là những dòng phim Nano Cemix hoặc là Sekun. Đó, những dòng phim có xuất xứ hoàn toàn là Mỹ hết các bạn. Đấy, những dòng phim có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hàng chính gốc chính hiệu được bảo hành trang điện tử trên những cái website, những cái trang điện tử của những cái dòng phim chất lượng này. Đó, bằng cách giảm 30% nha các bạn. Đó, với điều kiện là các bạn phải dán full xe hết cho Hiếu nha. Đó, mà đối với những xe đã dán phim rồi, phim kém chất lượng mà phải dán lại lột đó, thấu hiểu những điều đó, mình mất 2 lần tiền các bạn, thì Hiếu còn có những cái chính sách ưu đãi giống như là lột keo hay này kia kia nọ để hỗ trợ những quý khách hàng khi đang đi những cái dòng xe đó. Và kế bên Hiếu đây là dòng xe Camry từ lấy ở hãng về luôn. Nó anh chủ vừa tâm sự là lấy ở hãng thì hãng cũng có chương trình tặng dán phim cách nhiệt các bạn. Nhưng mà những cái dòng phim mà hãng tặng đó thì dòng phim các bạn cũng biết rồi ha. Ok, cái chất lượng nó thì mình cũng sẽ biết, Hiếu chỉ nói như vậy thôi, hiểu, chúng ta cũng đã biết rồi đó. Rồi có nhiều khách hàng cũng đã băn khoăn là ví dụ Hiếu giảm giá như vậy, giảm giá nhiều, giảm giá sâu, giảm giá mà tục quần như vậy đó, thì cái chất lượng mà dán lên cái xe của khách hàng là nó có đảm bảo hay không, có đúng những dòng phim như vậy hay không. Ok, khách hàng cứ yên tâm, bởi vì mình sẽ được test, mình sẽ được thử, mình sẽ được đo và dán rồi sau nữa. Đó là cái dòng phim, cái gói phim của quý khách hàng chọn sẽ được khách hàng kiểm tra trên những cái website, nhờ trên những cái bảo hành điện tử trên website của trang chủ của những cái hãng phim đó luôn. Đó, nếu mà mình sai cái mã phim, sai cái dòng phim thì như vậy thì các bạn cũng thấy cái uy tín của Hiếu. Một cái showroom cơ ngơ như thế này đối với hàng trăm hàng triệu khách hàng thì không thể nào mà đánh đổi rẻ như vậy. Cho nên là khuyến mãi nhiều, khuyến mãi sâu thì chỉ áp dụng có thời gian nha quý vị. Nếu quý vị nào muốn trải nghiệm cái sản phẩm dán phim cách nhiệt của Bika, của Hiếu đang khuyến mãi và để hưởng những cái ưu đãi tuyệt vời thì nó chỉ có giới hạn tới 30 tháng 6 thôi quý vị. Cho nên chúng ta, quý khách hàng nào đang băn khoăn, đang tham khảo về dòng phim cách nhiệt thì hãy đến với Bika để trải nghiệm, để chọn cho mình một cái gói phim để dán cho dòng xe mình và được những cái chiết khấu, những cái chế độ ưu đãi tốt nhất. Nhớ là chỉ đến 30 tháng 6 thôi nha các bạn. Ok, chào tạm biệt các bạn. Và bây giờ Hiếu nhường lại để cho các cậu kỹ thuật của Hiếu sẽ thi công trên xe Camry này nha.